Để có thể trở thành một nhà lãnh đạo thì một trong những kỹ năng không thể thiếu đó là kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong cuộc sống, khi những vấn đề nảy sinh, dù là vấn đề cá nhân hay công việc, thì các bạn sẽ làm gì? Trong video ngày hôm nay, Trang sẽ chia sẻ cho các bạn những cách mà Trang thường hay làm để giải quyết vấn đề dù to dù nhỏ chỉ trong vòng một nốt nhạc nhé. Và chào đón các bạn đã cùng quay trở lại với YouTube channel I Am Mai Trang. Việc đầu tiên mà chúng ta có thể làm khi mà một vấn đề quá lớn, sức nặng của nó đè lên đôi vai của chúng ta khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng stressful, đó là chúng ta có thể hướng sự tập trung của mình sang một thứ khác. Sự tập trung này là trong ngắn hạn để khiến cho chúng ta thay đổi trạng thái về tinh thần của mình nhé. Tony Robbins đã từng nói rằng tập trung ở đâu thì năng lượng đi theo tới đó. Chính bởi vậy nếu như chúng ta cứ càng tập trung vào trong vấn đề này với những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta thì dần dần nó sẽ ngấu nghiến ăn mất chúng ta. Mà thay vào đó chúng ta cần phải hướng sự tập trung sang một thứ gì đó khác cực hơn để thay đổi trạng thái của mình và từ đó khiến cho mình có được nhiều góc sáng tạo, nhiều góc nhìn khác nhau để quay trở về giải quyết vấn đề đó. Có 3 thứ sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của một người, đó chính là thể trạng này, sự tập trung này và ngôn từ. Thể trạng có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta ngồi một chỗ quá lâu, dần dần mọi thứ nó dường như đóng băng lại, chúng ta không thể nào mà thay đổi được tâm trạng của mình nữa thì việc chúng ta nên làm đó là đứng dậy, thay đổi thể trạng của mình một chút, có thể là nhảy nhót một chút này để thay đổi cái trạng thái tinh thần của mình đi. Các bạn thử cảm giác mà xem. Chúng ta ngồi máy tính ở nhà cả một ngày hoặc là đi làm cũng tương tự như vậy. Sau một ngày mình thấy rất là mệt mỏi, nhưng nếu như mình đến phòng gym chỉ khoảng 30 phút, 45 phút thôi thì sau khi bước ra phòng gym mình lại là một con người khác, mình lại được sạc lại năng lượng của mình. Đó là một cách để mình có thể thay đổi được trạng thái cảm xúc của mình. Cách thứ hai chính là sự tập trung. Mình tập trung ở đâu á thì mọi thứ nó tự dưng trôi theo đến đó. Mình đang quá là buồn về chuyện tình cảm vừa chia tay xong mãi không biết làm sao để vui hơn, yêu một anh khác vui liền à. Nói đùa chút vậy thôi, nhưng khi mình tập trung vào một thứ khác thì tất cả mọi thứ xung quanh của chúng ta cũng trở nên thay đổi. Và đặc biệt khi mà tinh thần của chúng ta đang bị negative, đang bị tiêu cực đi ha, thì chúng ta hãy tập trung những tinh thần của mình, trạng thái cảm xúc của mình vào những thứ tích cực hơn. Như vậy sẽ khiến cho cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và thứ ba đó chính là ngôn từ. Cái này thì Trang cũng đã nói rất nhiều trong những video khác rồi. Cách mà chúng ta nói thể hiện cách chúng ta nghĩ và nó cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại tới cách chúng ta thực sự tư duy về một vấn đề. Chính bởi vậy thay vì nói rằng khó quá, thay vì nói rằng cái này không làm được đâu, thì chúng mình hãy bắt đầu đặt những câu hỏi khác như là làm thế nào để làm được vấn đề này, ai có thể giúp tôi giải quyết được vấn đề này. Và như vậy là chúng ta sẽ hướng tới giải pháp chứ không hướng tới vấn đề nữa. Khi mà hướng tới giải pháp, chúng ta sẽ dần dần tháo gỡ được những nút thắt của mình. Đó là cách đầu tiên nhé, thay đổi sự tập trung của mình để cho mọi thứ trở nên khác biệt đi. Và sau khi mà trạng thái tinh thần của mình đã trở nên tốt hơn, phấn chấn hơn rồi, chúng ta quay trở lại vấn đề của mình thì mọi thứ dường như nó nhỏ lại và cách giải quyết nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Thứ hai, đây là một trong những châm ngôn sống của Trang này. Hãy ít quan tâm và lo lắng đến bản thân mình hơn và quan tâm nhiều hơn đến việc làm thế nào để giúp đỡ cho những người khác. Đây cũng chính là cách mà Trang đã khiến cho những vấn đề của bản thân trở nên nhỏ nhặt đi rất là nhiều. Mỗi khi mà chúng ta chỉ nhìn thấy bản thân mình thôi và tập trung sự chú ý của mình vào chính bản thân mình thì mình sẽ thấy là sao có nhiều vấn đề thế? Nào là việc mọi người không đối xử tốt với mình, nào là ngày hôm nay mình làm một việc không tốt, mình thấy mình thật là tệ bạc, mình thấy giống như mọi thứ nó như là đổ sập tới với mình vậy. Thế nhưng nếu như mình ít quan tâm đến bản thân mình hơn, ít quan tâm đến cảm xúc của mình hơn và thử tự đặt câu hỏi xem là ồ, vậy thì cuối cùng mình đã giúp được cho ai? Mình đã làm được gì cho người khác chưa? Mình đã quan tâm đủ tới những người xung quanh chưa nhở? Mà sao mình quan tâm nhiều đến bản thân mình thế? Thì dần dần tất cả mọi thứ nó cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều và mình thấy những vấn đề của mình sao nó vô nghĩa, sao nó nhỏ nhặt, sao nó chi li thế? Mà thay vào đó mình muốn tập trung sự quan tâm của mình hướng tới giải pháp để giúp đỡ những người xung quanh nhiều hơn. Mỗi khi mà trong công việc Trang gặp phải một vấn đề gì đó, ví dụ như là có tranh luận với bạn bè hoặc là có tranh luận với đồng nghiệp của mình đi ha, và mình thấy rằng họ nói những cái câu khiến cho mình không vừa lòng, họ nói những câu khiến cho mình cảm thấy buồn bã và mình thấy chán nản về bản thân, mình thấy thất vọng về bản thân. Ban đầu thì Trang sẽ có những suy nghĩ như là tại sao bạn lại nói tôi như vậy? Tôi có làm gì để mà bạn phải nói với tôi những lời đắng cay như vậy hay không? Sau một thời gian thay đổi cách suy nghĩ và góc nhìn đi một chút, Trang sẽ đặt câu hỏi là ừ, cái việc mà tôi cảm thấy buồn, tôi cảm thấy chán, tôi cảm thấy thất vọng, nó có giúp ích gì cho người khác không? Nếu như nó không giúp ích gì cho người khác ấy, thì thôi, hãy bỏ nó sang một bên và bắt đầu thực sự quan tâm tới việc giải quyết vấn đề này như thế nào. Bỏ qua cảm xúc và chỉ tập trung vào những thứ là sự thật, chỉ tập trung vào những thứ đang diễn ra, đang hiện diện và giải quyết nó. Sau khi giải quyết xong, tự nhiên những cảm xúc đó nó cũng biến mất à? Những điều đó nó cũng không còn có ý nghĩa gì nữa à? Vậy cho nên cần gì phải tập trung quá nhiều vào cảm xúc của mình, rồi càng buồn bã, càng tiêu cực, càng không biết làm thế nào để tìm ra giải pháp. Thay vì đó, hãy chỉ cần hít thở một hơi thật sâu, sau đó tự nói với mình rằng ok, mình buồn đúng không? Chẳng có ích gì cả. Bây giờ thay vì buồn bã, hãy tập trung giải quyết vấn đề đi.
Và đây cũng chính là một trong những châm ngôn sống của Trang. Trang đã in nó ra và Trang treo nó ở trong tường của mình. Cái thời điểm mà Trang thấy mình là một người có quá nhiều cảm xúc và có quá nhiều những thứ ở trong cuộc sống ảnh hưởng đến mình. Mình thấy cuộc sống của mình có rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng tất cả những vấn đề đó tự nhiên nó được giải quyết khi mà mình tập trung sự quan tâm của mình vào những người khác, vào việc phục vụ khách hàng của mình tốt hơn, phục vụ những người xung quanh của mình tốt hơn. Và đó chính là một cách cực kỳ hiệu quả để giải quyết vấn đề đấy. Cách thứ ba, cách này Trang thấy rất hiệu quả nhé, và Trang đặt tên cho nó là cách zoom in, zoom out. Khi nào thì zoom in, khi nào thì zoom out? Khi mà chúng ta thấy rằng cuộc sống của mình có rất nhiều vấn đề, mọi thứ nó cứ tập trung vào cá nhân của mình á, mình thấy cái gì nó cũng buồn bã tiêu cực, thì đây là lúc mà mình cần phải zoom out, tức là có bức tranh toàn cảnh, nhìn cái nhìn toàn cảnh và rộng lớn hơn. Các bạn thử nghĩ mà xem, các bạn đã nhìn những cái tranh mà nó làm từ rất nhiều các điểm ảnh khác nhau. Nếu như tập trung vào một điểm ảnh thôi thì sẽ không hiểu cái điểm ảnh này nó nói lên cái gì. Nhưng mà hàng triệu điểm ảnh như vậy tổng hợp lại với nhau thì nó tạo thành một bức tranh lớn. Và khi mà đứng xa ra thì bạn sẽ nhìn thấy bức tranh này nó đang muốn nói lên cái gì. Đây cũng chính là phương pháp mà Trang thường hay áp dụng cho mình khi mà thấy rằng bản thân mình có quá nhiều vấn đề, mình không biết giải quyết ra sao, mình lạc lối ở trong những cái tư duy tiêu cực của mình và những cái vấn đề đó của mình. Thì đó là lúc mà mình cần phải lùi lại nhiều bước để mình nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh và rộng lớn hơn. Bức tranh này là gì? Các bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu như chỉ ở trong căn phòng này thôi thì có một mình Trang ở đây thôi và Trang chỉ nhìn thấy Trang ở đây thôi. Nhưng đi ra ngoài kia thì mình thấy xã hội có nhiều người hơn. Nhìn rộng lớn hơn thì mình thấy rằng ôi, thế giới này còn có tới tận 7 tỷ con người, và nếu mà tính đến vũ trụ của mình ý, thì 60 năm, 100 năm cuộc đời của mình nó còn không đủ để mình kịp lóe sáng một chút nhỏ tí xíu ở trên bầu trời này. Vậy khi mà nhìn lên bầu trời, khi mà nhìn lên sự rộng lớn của bầu trời và của những vì sao của vũ trụ, chúng ta là ai? Những vấn đề của chúng ta liệu có còn quan trọng nữa không? Liệu những vấn đề của chúng ta nó có đóng góp gì cho sự sinh tồn của xã hội này không? Vậy nên mỗi lần mà nhìn rộng ra cái nhìn toàn cảnh như vậy, mình thấy rằng là cái vấn đề của mình ấy nó chẳng là cái gì so với thế giới, so với vũ trụ hết. Vậy cho nên thay vì tập trung vào những vấn đề đó ấy, thay vì quan tâm quá nhiều đến bản thân mình và kêu ca rằng tại sao mọi thứ không tốt lên với mình ấy, thì mình hãy sống một cuộc sống vui vẻ đi. Bởi vì dù chúng ta có vui hay buồn, thế giới cũng chẳng quan tâm. Dù chúng ta có như thế nào, vũ trụ này cũng chẳng thèm đếm xỉa đến mình đâu. Vậy nếu mà cùng là như vậy thì tại sao không sống một cuộc sống vui vẻ? Tại sao không chọn cách giải quyết vấn đề đơn giản hơn đi, mà tập trung vào những vấn đề khó khăn để làm gì? Ngày xưa Trang có một cô bạn hồi học cấp 3 nhá. Trang và cô bạn này thì rất là hay đi chơi với nhau, và Trang thì là một đứa mà quan tâm nhiều đến ngoại hình. Vậy cho nên là mỗi lần đi ra ngoài đường mình rất là chú ý mặc cái gì, rồi để đầu tóc các thứ ra sao. Thì cô bạn này mỗi lần mà thấy Trang như vậy thường hay nhắn tin cho Trang và nói một câu là ui, cứ làm như là ra đường nhiều người nhìn mình lắm ấy. Mỗi lần mà Trang nhớ lại câu đó thì Trang lại chợt bỏ bớt những vấn đề về quần áo, trang phục, những thứ vẻ bề ngoài mà mình nghĩ rằng quan trọng đi. Và tự dưng cái cuộc đi chơi của mình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Mình không quá quan tâm đến việc là người khác để ý mình đang làm gì, người ta đang nhìn mình ra sao, những ánh mắt này nó có quan trọng gì với mình hay không. Trang rút ra rằng tất cả mọi thứ bề ngoài, ngoại hình của mình, những thứ mình ăn mặc, những thứ mình thể hiện ra bên ngoài, nó không phải là giá trị của mình, mà giá trị của mình nó đến từ bên trong con người của mình nè. Nó đến từ việc chúng ta làm gì, chúng ta là ai, chúng ta quan tâm và làm được những gì cho cộng đồng, cho xã hội xung quanh nè. Chứ nó thực sự không đến từ việc chúng ta ăn mặc ra sao đâu. Vậy cho nên đây là một trong những câu chuyện rất nhỏ để nói lên những vấn đề lớn hơn trong cuộc sống. Nếu như thấy rằng cuộc sống của mình nó có nhiều thứ quá thì hãy zoom out ra, hãy nhìn tổng thể, hãy nhìn mọi thứ ở một con mắt đa chiều hơn, ở một góc nhìn vũ trụ hơn, thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được những vấn đề nhỏ nhỏ của mình một cách cực kỳ đơn giản. Và cuối cùng, thay vì nghĩ rằng vấn đề là một thứ gì đó lớn lao to tát thì các bạn hãy chấp nhận nó như là một chuyện hết sức bình thường. Cuộc sống vẫn diễn ra ngày qua ngày và vấn đề sẽ luôn luôn xuất hiện. Thậm chí vấn đề còn là một thứ mà những nhà sáng tạo hay là những người bán hàng thực sự quan tâm và họ đi tìm những điều đó. Bởi vì sao? Càng có nhiều vấn đề thì người ta càng dễ kiếm tiền. Cuộc sống của chúng ta dựa trên việc giải quyết vấn đề cho nhau mà. Cho nên khi mà chúng ta có nhiều vấn đề, ví dụ vấn đề về tâm lý, thì những ngành như là bác sĩ tâm lý nảy sinh ra, hay là những thứ để giải quyết vấn đề nhu cầu con người nó nảy sinh ra, phải không nào? Vậy cho nên vấn đề nó là những thứ cực kỳ bình thường trong cuộc sống, hãy chấp nhận nó và hãy vượt qua nó. Nó chỉ tốn thêm nhiều công sức của chúng ta để giải quyết thôi, chứ nó không nên là một thứ khiến chúng ta trở nên buồn bã, mất nhiều hy vọng hay là tập trung quá nhiều vào nó. Cứ dần dần giải quyết thì nó cũng sẽ giải quyết xong, hãy chấp nhận nó như là một sự thật. Bên cạnh đó, nếu như các bạn là một fan của Elon Musk thì các bạn cũng sẽ thấy rằng Elon Musk thậm chí là còn không tập trung vào giải quyết vấn đề nữa luôn, mà ông ấy sẽ tìm một thứ gì đó truyền cảm hứng hơn, thứ gì đó khiến cho ông ấy
thực sự muốn thức dậy mỗi sáng, đi lên sao hỏa, giải quyết vấn đề gì cho con người. Đơn giản không phải là giải quyết vấn đề, mà ở đây là một thứ khiến cho chúng ta muốn nhìn tới. Nó tạo ra cho chúng ta một cảm giác của sự chinh phục, của tương lai, của những thứ mà con người thực sự muốn khám phá. Bên cạnh việc giải quyết những vấn đề cho nhau thì rõ ràng thế giới này còn cần nhiều hơn những thứ sáng tạo, những thứ thú vị, những thứ truyền cảm hứng mà chúng ta muốn được thức dậy mỗi ngày, phải không nào? Vậy cho nên mỗi khi mà thấy rằng cuộc sống này có nhiều vấn đề thế, hãy tìm ra lẽ sống, hãy tìm ra lý tưởng và khát vọng của mình, tập trung vào lý tưởng khát vọng đó, tất cả mọi khó khăn, muộn phiền và vấn đề cũng sẽ trôi qua mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và Trang sẽ quay trở lại trong tuần sau với một video khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.